Lần này không cần nhờ đâu đó giúp đỡ, mà phải dựa vào bản thân thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Thiên Quê Đình, cô đã sẵn sàng chưa? Chào. 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 Sao trùng hợp vậy? Là tôi hẹn ảnh ra đó. Tôi có chuyện nhờ Wilson giúp đỡ nên tôi mời ảnh ăn một bữa để cảm ơn ảnh. Đúng lúc anh cũng hẹn tôi nên tôi sẵn tiện kêu ảnh đi chung luôn. Dù sao mọi người đều quen biết mà. Anh không ngại chứ? Không sao hết. Ba dì muốn ăn gì đây? Món gà chiên bơ lần trước cũng ngon lắm. Cô có món gì giới thiệu không? Cá hầm đi. Jessica nói món cá hầm ngon lắm. Không được, vậy cá hầm đi. Cô thì sao? Cũng vậy luôn. Golden thì sao? Lấy cho tôi cơm chiên bò bít tết đi, cảm ơn. Bò chín thế nào? Chín tới nha. Được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin lỗi nha, anh ăn bò bít tết nên là có dao cắt bò bít tết đúng không? Không cần đâu Tiểu Cá, cô cứ làm việc đi. Ok. Tôi ăn bò bít tết không dao cũng được mà, cảm ơn anh. Cũng đúng, không phải là không được, chỉ là cắt hơi cực một chút thôi. Theo tôi như vậy là không được. Dụng cụ ăn uống là linh hồn của món Tây. Ăn bò bít tết đương nhiên phải dùng dao cắt bò bít tết. Chuyện gì cũng cho qua rồi dùng lung tung thì ăn cũng không ngon miệng. Cũng không thể khẳng định 100% là không được. Có những chuyện chưa thử thì làm sao mà biết được chứ. Nếu như được chọn tại sao lại không chọn cái thích hợp với mình chứ. Cứ phải cực khổ đi thích nghi với nó để làm cái gì. Thật ra suy cho cùng dao nịa cũng chỉ là dụng cụ ăn uống thôi. Ăn quan trọng nhất là phải xem mình ăn món gì, ăn với ai, với lại ăn có vui hay không nữa. Tóm lại tôi nói không được là không được. Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, cứ cố gắng chỉ làm cho mọi người thêm đau khổ. Lần đầu tiên tôi thấy có người bàn luận về dụng cụ ăn uống sôi nổi tới vậy. Xin lỗi. Phải đó. Lúc nào bác sĩ Kim cũng nghiêm túc như vậy cả. Lấy lộn dao nịa chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới bữa ăn hôm nay. Tôi xin phép. Alo. Gordon, giờ anh có rảnh không? Tôi có cái này muốn cho anh xem đó. Được chứ, giờ tôi sẽ tới đó. Tạm biệt. Xin lỗi nha, tôi có chút việc phải làm rồi cho nên đi trước đây. Bữa ăn hôm nay cứ để tôi mời cho. Hai người từ từ thưởng thức. Xin lỗi nha. Gordon, bỏ qua của anh. Tôi không cần nữa đâu. Đem đi bỏ đi.